Xin chào quý vị và các bạn. Tên tôi là Nguyễn Hoàng Thanh, nhân viên công ty BMC. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn video clip cấu tạo và nguyên lý hoạt động của contactor. Contactor là một khối cấu điện dùng để điều khiển đóng mắt, mạch điện xoay chiều. Cấu tạo của contactor bao gồm các tiết điểm chính, các tiết điểm phụ thường mở, các tiết điểm phụ thường đóng, vỏ cách điện, đế, hệ thống các vít bắt 500 điện, cuộn dây 500 điện, lò xo nén, thanh dẫn động. Khi cho điện vào cuộn dây, luồng từ thông sẽ được sinh ra trong 500 điện. Luồng từ thông này sẽ sinh ra một lực điện từ. Khi lực điện từ lớn hơn lực cơ, thì nắp mạch từ sẽ được hút về phía mạch từ tĩnh. Trên mạch từ tĩnh có ngăn vòng ngắn mạch để chống rung, làm cho tiếp điểm động tiếp xúc với tiếp điểm tĩnh. Tiếp điểm tĩnh được gắn trên thanh dẫn đầu kia của thanh dẫn, có vít bắn dây điện ra vào. Các lò xo tiếp điểm có tác dụng duy trì lực ép tiếp điểm cần thiết lên tiếp điểm. Đồng thời tiếp điểm phụ cũng được đóng vào đối với tiếp điểm phụ thường mở và mở ra đối với tiếp điểm thường đóng. Lò xo nhà bị nén lại. Khi ngắt điện vào cuộn dây, luồng từ thông sẽ giảm xuống về không, đồng thời lực điện từ do nó sinh ra cũng giảm về không. Khi đi, lò xo nhà sẽ đẩy toàn bộ phần động của động cơ tắc tơ lên và cắt đồng điện ra. Khi tiếp điểm động tách khỏi tiếp điểm tĩnh của mạch từ chính thì hồ quang sẽ xuất hiện giữa hai tiếp điểm. Nhờ các vách ngăn trong buồng dập hồ quang sẽ được dập tắt. Các thông số kỹ thuật của contactor: điện áp định mức là điện áp của mạch điện đóng cắt của tiếp điểm chính. Dòng điện định mức là dòng điện ra tiếp điểm chính trong chế độ làm việc. Khả năng đóng cắt của contactor, tần số đóng cắt của contactor, tính ổn định lực điện động, tính ổn định nhiệt. Tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn video clip cấu tạo và nguyên lý hoạt động của contactor. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.